Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Toàn cứu nhất chính đức bà hằng cứu giúp. Ngày thứ nhất, lấy mẹ hằng cứu giúp. Từ đến khẩn cầu dưới bước chân chung mẹ hay làm phép lạ. Thì biết thích tình vị trí con là thế nào. Thầy chân dung mẹ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cây trong vững vàng và chi thiết. Khác nào con tháo cây trong mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là đấng cứu Chúa con. Cùng là Chúa con đang ở trong tay mẹ. Người là đấng phép tắc vô cùng, là chủ cá cầm quyền sinh tử mọi loài, là đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước. Mà mẹ là mẹ người, đây mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin người, và người phải nhận lời mẹ xin, lấy người đã chứng thật. Người không có lẽ từ chối thứ gì, và cũng không hề muốn chối thứ gì với mẹ. Vậy lạy mẹ Chúa Giêsu, lời mẹ bầu chữa cho con, thì lết đôi thần thế phép ta, nên con chạy đến cùng mẹ, và nài xin mẹ nỗi tuần cũ nhật này, ban cho con ơn này. Con tin thật mẹ sẽ chuyển cầu cho con, nên con cả lòng tin cậy cầu xin với mẹ. Này cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đinh cha cả sáng nay, cha thì đến với cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lá hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lá. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng được mẹ, xin bầu chữa cứu giúp. Mà đức mẹ từ bỏ chân nhận lời, nhân vì sự hay, con lấy lòng trong cậy than van, chạy đến thăm mình xuống dưới chân đức mẹ là nữ đồng tình trên hết các kẻ đồng tình. Xin đức mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ Chúa cứu thế. Xin Chúa bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vừa trông qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Ngày thứ hai, lấy mẹ hằng cứu dương, Chúa Giêsu đang run sợ mà mẹ đang ngắm vào lòng mẹ đó, thì chẳng những mẹ nhìn đó là con Đức Chúa Trời và con mẹ mà thôi đâu, mà mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thấy, vì bởi Chúa đến và mẹ đã nhận, thì mọi người đã nên con thật mẹ mà chưa. Mẹ chẳng quên cánh thăm tàu đến núi Canvario, ở đó Chúa Giêsu con mẹ đang hấp hôi. Ta xin mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái mẹ và thay mặt người. Lạy Chúa Giêsu, xưa suy đến thánh giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ.
thì chạy đến anh nương tên mẹ, nhờ mẹ phụ thì an ủi. Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm ly gian nan, đó là linh hồn con bởi đang trước làm con mẹ, thì cũng đang phép nhờ lòng mẹ cân ai phụ trì. Nên nay con xin mẹ du giúp con, lấy mẹ là mẹ con lấy lòng thật thà như con thơ âu với mẹ nhân từ mà đến to cho mẹ hay. Con đang là con mẹ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần, và kể chi trên lòng con thương mến mẹ, con cùng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng mẹ. Con xin về thì mẹ đã biết rồi, thầy mẹ dấu yêu, xin mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Này cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến cha cả sáng, nếu cha thì đến với cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trong cầy than van, chạy đến dâm mình vương ghi chân Đức Mẹ là nữ đồng tình trên hết các kẻ đồng tình. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin Chúa bỏ lời con kêu xin. Một chủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Ngày thứ ba, lạy mẹ hằng cứu dương, thật con luôn nhìn xem chân dung mẹ rất tốt lành. Thấy chân dung mẹ thì như nghe lời kêu lao cao trao phần chức cao trong mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước rất hiền vinh, mẹ là mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy tăng lãnh trên thần Gabriel là đấng thần Thiên Chúa. Xin chào mẹ đầy ơn phước. Thầy tông lãnh thiên thần Mikael làm cho con nhớ mẹ là đấng thông quan các đạo binh thiên quân. Thầy mẹ đang nắm lấy tay vua cả tên hết các vua trong tay mẹ. Các sự ấy cho con hay, mẹ là bà có phước lạ hơn mọi người nữ. Mẹ là của quý hoa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ là loài thọ tao vô song, đã nên xứng đáng làm mẹ ngôi hai ra đời. Mẹ là đấng chàng vương tỷ tích, là đấng tinh tuyển chi thanh, là công quật tuyên chiếu của đấng chi tôn đã tạo dựng, là vực sâu chưa đầy sự trọn lành. Mẹ là nữ vương trên trời dưới đất, hay mẹ rất đáng người khen. Con vui mừng và tung hô thanh đức và các sự vinh hiển mẹ. Mẹ cao sang khôn vi đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trong mẹ hơn nữa. Vì Chúa đã dựng nên mẹ rất thanh và rất
trao quyền phép đôi ấy, chẳng qua là để cho mẹ lo phần rỗi chúng con. Mẹ vui mừng vì các con Thiên Chúa ban cho mẹ, chẳng qua là mừng vì nhờ đó mà mẹ dễ bề cứu giúp chúng con. Này mẹ khôn sanh, xin nhờ quyền phép cao cả mẹ ban cho con được con xin cùng mẹ bây giờ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha cả sáng, lấy Cha thì đến, đi Cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phúc đến Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Tôi đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thân Nữ Đồng Tinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin nay nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời, nhân vì sự ấy con lấy lòng trong cây than vang. Thế nên thăm mình vui dưới chân Đương Mẹ là nữ đồng tinh trên hết các kẻ đồng tinh. Nhìn Đương Mẹ gọi đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin cho bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng am. Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày thứ bốn, này mẹ hằng cứu dương, bước chân dương dịu dàng, mẹ to nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. Khác nào cây thanh chỗ một ba hoa trong sạch ven tiền, và thơm đủ mỗi mùi nhân đức. Ấy là Giêsu con mẹ, xin tay mẹ trao người cho chúng con. Thì lòng chúng con càng đáng kính mến người một cách kỳ ma dịu dàng hơn nữa. Con thấy nơi thượng đình mẹ chiêu là một vì sao sang lang. Ấy chẳng phải mẹ là sao mai ngọc kinh mà báo tin cho chúng con biết. Ngày phần rỗi và ngày kia Chúa cả to ráng, và làm cho chúng con trong cây xe chẳng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng ngày tiếng lặng đó sao. Mẹ chẳng phải là ngôi sao ngoài tiếng ca, làm cho thiên hạ đang phải những cơn bão bùng giông tố. Tôi tâm mù mịt đang lúc lòng trong cây đó sao. Ây mẹ rất đáng mến thương, mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng. Làm cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm mãi là giường nào. Nên mỗi sự nhớ đến mẹ thì đã làm cho con đang vui vẻ trong lòng. Mỗi sự kêu tên mẹ đủ làm cho linh hồn con tơ lỡ lại đặng bình an. Em mẹ để cho con lặp đi lặp lại lời này luôn. Ôi mẹ rất đáng mến thương, con thương mến mẹ. Con nhờ mẹ và hiệp với mẹ mà thương mến con cực hơn mẹ. Ôi mẹ là từ trong cây con, xin mẹ nhận lời con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha cả sáng, lấy Cha thì đến, ý Cha thì hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chứa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đỡ ơn con đi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lấy thân nữ đồng sinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng đương mẹ, xin bầu chữa cứu dùm mà đương mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời, nhưng vì sự ấy con với lòng trong cậy thân vang chạy đến sắp mình xuống dưới chân đương mẹ là nữ đồng tình trên hết ta kẻ đồng tình, xin đương mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ chúa cứu thế, xin cho bỏ lời con kêu xin một vụ lòng thương đã nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân linh cha và con và thánh thần. Ngày thứ năm đây mẹ hằng cư vô, con thấy nơi chân dung mẹ còn một mẹ ca, hồi thu con trong cậy lòng nhân từ mẹ hơn, là thấy tỏ ra mẹ là mẹ sầu bi thông thiên, vì Giêsu mẹ ẵm trên tay là đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng, trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác, người thấy trước các giống khổ hình sẽ chịu, làm cho người rung nghe sợ hãi, mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng con, mà sự ấy đã nên như khổ hình cho mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp mẹ rất đổi lớn lao, xưng mẹ là đấng hiệp công cứu chuộc loài người, tước ấy thật là chính đáng, mẹ lại có quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng. Ô Maria, con xin hiệp với mẹ, thông phần khốn cực với con mẹ, hiệp với con mẹ mà thông phần khốn cực với mẹ, nỗi cảm tình này lại càng thêm ao não hơn nữa, vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá, mà làm cho linh hồn mẹ rất thương mến Chúa, phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con gãy vì các sự khốn cực mẹ, mà kêu xin cùng mẹ, xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con, và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lanh. Lại xin mẹ khẩn nhậm lời con khẩn cầu với mẹ trong từng cửu nhật này. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện linh cha Phật sáng, lấy cha thì đến, ý cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha đợi chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mừng Maria đỡ ơn vô đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lấy thánh nữ đồng tinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng đức mẹ, xin bầu chữa cứu dung mà đức mẹ từ
bỏ chân nhịn lời. Nhân vì sự ấy con đi lòng trong cây thanh vang. Để đến xăm mình vương dây trên đường mẹ là nữ đồng tình kẻ nét ca kẻ đồng tình. Nhìn đường mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lấy mẹ là mẹ Chúa cứu thế. Nhìn cho bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vừa sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ. Mẹ muôn đời trên thiên đàng, Amen. Nhân linh cha và con và thánh thần, Amen. Ngày thứ sau lấy mẹ hằng cứu dương, thêm chân dương mẹ cất áo não động lòng. Thì như nghe mẹ nói cùng con rằng, mẹ đã chịu khôn cực và sự khôn cực ấy nặng nề lắm. Bởi vì mẹ rất nhân lành và cũng là mẹ chúng con. Nên sự khôn con mẹ đã chịu làm cho mẹ đấng tình thương xót đến các cực nạn chúng con. Và lại mẹ càng chịu cực vì chúng con, thì mẹ càng thương yêu chúng con hơn. Sự mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy, con thấy rõ ở nơi mắt mẹ đang có dấu thương xót thiết tha. Vì mẹ chẳng nhìn xem con cực thanh mẹ, cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi một linh hồn đang phải gian truân mà gặp đắng một tấm lòng thiệt ai biết thương xót bên mình thì nó lấy làm dịu dàng là ngành nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng mẹ mình, cũng là một người mẹ quý trọng như mẹ, thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ. Vậy lại mẹ hãy cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân mẹ cho đắng lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc mẹ chẳng từ bỏ con gái mẹ. Xin mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến mẹ. Xin mẹ hãy nói ra một lời an ủi linh hồn con. Và xin mẹ ban cho con ơn trong này, là ơn con xin này cùng mẹ nhân từ lân quanh bây giờ. Này cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện linh cha cả sáng nước cha thì đến, như cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đời ơn phúc đấy Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng đức mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà đức mẹ từ bỏ chân nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trong cậy than van, chạy đến cho mình vương dưới chân đức mẹ là nữ đồng tình tên hết ca kẻ đồng tình. Nhìn đức mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin Chúa bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sở.
Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Ngày thứ bảy lạy mẹ hằng cứu cho, hôm nay con chạy đến cùng mẹ vì chính mẹ là đấng con phải kêu xin, và chính mẹ là đấng phải nhận lời con. Mẹ là đấng giữ kho Thiên Chúa, mà ý Chúa muốn cho mọi ân đều phải qua tay mẹ. Thấy bước chân dung mẹ thì con lại nhớ mẹ là mẹ Chúa Giêsu, là mẹ sầu bi thấu thiết, mà cũng là mẹ con nữa. Lạy mẹ Chúa Giêsu, mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa thì đều ở trong tay mẹ phán pha chỉ định. Lạy mẹ sầu bi, các sự công cực mẹ hiệp với các sự thương con Chúa Giêsu làm nên kho tàng mà cứu chúa thiên hạ. Lạy mẹ cả loài người, mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con. Sao con biết chắc linh hồn nào đang nhờ mẹ bảo hộ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó, hay là nó phải hư mất đắng. Và linh hồn nào hằng bệnh đổ kêu xin mẹ thì chắc đang ơn mẹ phù hộ chẳng sai. Thầy con xin chắc thể ấy mà chạy đến cùng mẹ, xin mẹ cầu bào cho con đặt lòng trung ngại làm tôi mẹ. Hay là dấu thật đặt ơn bền đổ và đặt rồi, lại xin mẹ chuyển cầu cho con đặt ơn này, là ơn con xin mẹ lấy lòng lớn ai cho con trong từng tử nhật này. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nên cha có sáng, lấy cha thì đến, cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tăng nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúa đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ bên nhân từ, xin anh nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhanh lời. Nhân từ xưa ấy con lấy lòng trong cày than van, chạy đến tâm mình chúa dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh, trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ chúa cứu thế, xin chúa bỏ lời con kêu xin. Một chủ lòng thương và những lời con cùng anh. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sở. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Ngày thứ tám lạy mẹ hằng cứu giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nỗi cơ sơ sệt. Lạy mẹ có quyền thế, lại có lòng nhân lành, nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con thì con phải run sợ và xét rằng
Phật con mà dám cay đến cùng mẹ, kêu xin mẹ xuống ơn lành, thì thật là cả gan quá. Xong thấy chân dung dịu dàng mẹ, thì như nghe mẹ nói cùng con rằng, con hãy trông cây, chớ thì mẹ chẳng phải là mẹ nhân lành hay thương xót sao. Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu dung. Chớ thì cái trước hiểu mẹ là mẹ cứu dung, có nghĩa tỏ ràng mẹ phải trở vớt mọi nỗi gian cân sao. Maria mẹ ơi, về nay con kêu đến lòng nhân từ mẹ, con cả lòng cậy trong mẹ nhân lành hay rộng vuông thương son, phù hộ con, cứu giúp con, nuôi con, ấy là chức phận mẹ mà chân. Thì cha chúng con nó trên trời của con vì nên cha cả sáng lấy cha thì đến với cha thì nhìn dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đời ơn phúc đi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lớn hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tăng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ đồng tình Maria là mẹ rất nhân từ, tin nay như xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ trong những lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng tung cậy than van, để đến chăm mình dương dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng tính trên hết các kẻ đồng tính. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin Chúa bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân anh cha và con và Thánh Thần. Amen. Ngày thứ chín nay mẹ hằng cứu giúp, nay đã cuối tuần cứu nhật mà con hằng bữa chay đến sắp mình dưới chân mẹ. Hôm nay con kêu xin cùng mẹ gắn bó thiết tha trong cày hơn mọi lần khác. Con chắc mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. Mẹ sẽ ban cho con ơn con xin cùng mẹ, hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa. Nhân danh con mẹ, cái vì các sự đau đớn mẹ đã chịu, cái vì lòng mẹ lớn ai hay thương xót, và nhất là cái vì thước hiểu mẹ là mẹ hằng cứu giúp. Xin mẹ nhậm lời con, anh thật cái thước hiểu mẹ hằng cứu giúp bảo con rằng, con có phép mà gắn bó xin này, con nên trông cây, con phải trông cây luôn. Là trong cây mẹ sẽ cứu giúp con mỗi giờ mỗi khắc trong đời con. Mỗi khi con tung nạt, mỗi khi lâm cơn nguy biến, mỗi khi gặp nỗi gian cơn, mẹ sẽ mang mọi ơn cần thiết cho con. Ôi mẹ rất giàu, con trong cây mẹ lắm, đến đổi từ bây giờ con xin cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì các ơn lành mẹ đã ban về trước. Cảm ơn mẹ vì các ơn lành con trong cây lòng mẹ, ai vô hạn sẽ ban về sau.
thôi con sẽ kêu xin mẹ cho đến giờ tắt hơi, mà đợi ngày con đặng lên trời thương hết mẹ. Khen ơi mẹ và cảm ơn mẹ đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến cha thật sáng, nước cha thì đến ý, cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đời ơn phúc đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh dân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nay Thánh Nữ đồng sinh Maria là mẹ rất nhân từ, hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời. Vì sự ấy con lấy lòng trong cậy thăng vang, trên sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng sinh trên nơi các kẻ đồng sinh. Xin Đức Mẹ nói đến con là kẻ tội lỗi, nghe là mẹ Chúa cứu thế. Xin cho bỏ lời con kêu xin một vũ lòng thương, nhậm lời con cùng. Amen. Lấy mẹ hằng cứu dung, cuối xin mẹ ban phép lành, con theo lòng mẹ hay lân ai, chớ chi phép lành mẹ ban, hằng ở cùng chúng con luôn, hầu trong mọi nơi, mọi giờ chúng con hằng đặng ơn mẹ dịu dàng, che chở ủi an và cứu giúp chúng con luôn. Xin mẹ ban phép lành các duyên cho sự chúng con đã giúp quyết, là sẽ đến cùng mẹ trong hết mọi dịp, và trở về cùng mẹ trong những khi làm việc thành cầu. Vui xin mẹ lành hằng gìn giữ chúng con đẹp lòng mẹ luôn ở đời này và đời sau vô cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.